Tôi là Trần Thị Kim Dung, là mẹ của Nguyễn Phạm Trà My. Đấy, tôi từ Việt Nam sang, tôi năm nay đã 60 tuổi. Và con gái tôi là sinh năm 1986. Và năm nay là 36 tuổi. Sau một thời gian thì là cháu nó có gia đình thì rất là lâu, gia đình mong chờ mãi. Đấy, rất là hai vợ chồng và gia đình rất là muốn là cháu nó có em bé. Nhưng mà chờ sau mấy năm thì không thấy cháu có chuyển biến gì cả. Thì gia đình là quyết định là đưa cháu đi khám bệnh viện ở Việt Nam. Thì đi khám cũng qua mấy bệnh viện thì mọi người đều khuyên là cháu nó có một chút khó khăn thì đưa cháu đi nên đặt IVF. Thì sau khi gia đình muốn là về cũng suy nghĩ và rất là nhiều và tham khảo thì được biết là ở bên Thái Lan ấy là cái du lịch về sức khỏe rất là tốt. Thế cho nên là gia đình chúng tôi quyết định là đưa cháu sang Thái Lan để thăm khám. Và được biết là bệnh viện Bethany là cái nơi mà làm về IVF rất là tốt. Cho nên chúng tôi là quyết tâm đến bệnh viện. Đấy. Và khi đến bệnh viện thì chúng tôi được bác sĩ Wanakan thăm khám. Thì khi mà bước chân vào bệnh viện thì chúng tôi rất là ngỡ ngàng. Bệnh viện rất là đẹp, hoành tráng đẹp lắm, đầy đủ, không thiếu một cái gì. Thì chúng tôi nghe mấy người hướng dẫn viên thì và người phiên dịch đưa chúng tôi đến gặp bác sĩ Wanakan và được bác sĩ rất là nhiệt tình, nhẹ nhàng chỉ bảo, và nhân viên thì họ rất là cởi mở, nhiệt huyết đưa chúng tôi đến từng phòng khám, tức là bác sĩ chu đáo lắm, bác sĩ giải trình cho chúng tôi, rồi là giải thích cho chúng tôi là khi đặt như thế nào, đặt IVF như thế nào, rồi bệnh nhân phải ra làm sao, cũng phải như thế nào, và chúng tôi hiểu rất là rõ và chúng tôi coi như là thuận ngay và đồng ý ngay là làm việc với cả bệnh viện. Và chúng tôi quyết tâm là theo bệnh viện để cho gia đình đón những cái niềm vui mới, để cho cháu luôn được hưởng những cái hạnh phúc để do tạo hóa sinh ra. Đấy, sau khi mà hai mẹ con vào bệnh viện ý, thì là được tiếp đón ý, reception, và những cái người mà phiên dịch viên người Việt Nam đón tiếp rất là chuyên nghiệp và chúng tôi rất cảm động, chỉ biết nói vậy thôi, và cảm ơn và rất là thích coi như là những bác sĩ và nhân viên y tế đấy, điều dưỡng cũng như là tất cả các nhân viên ở bệnh viện đều rất là nhiệt tình, nhiệt huyết, ok, nhẹ nhàng như người trong gia đình. Ngày hôm nay là cháu con gái tôi được 20 ngày. Thì sau khi từ ngày chuyển phôi đấy, từ ngày bắt đầu chuyển phôi, đặt phôi cho đến hôm nay là được 20 ngày rồi. Thì hôm nay là cháu đến kiểm tra và siêu âm thì gia đình rất là xúc động lắm, rất hạnh phúc. Thật sự là lần nào khi mà cháu đi kiểm tra và siêu âm chúng tôi cũng rất là hạnh phúc, vì mỗi một ngày là thấy bác sĩ thông báo là em bé đều tốt, đều khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác, là gia đình chúng tôi cảm thấy rất là happy, hạnh phúc lắm, cả mẹ cả con. Và tôi báo ngay về cho gia đình tại Việt Nam, thông báo ngay, và gia đình chúng tôi cũng rất là vui vẻ. Đấy, nói chung là chúng tôi mỗi một lần mà khi mà ngồi trước mặt bác sĩ để nghe kết quả, chúng tôi rất là hồi hộp, lo âu và hồi hộp để nghe cái kết quả của bác sĩ. Thì khi mà bác sĩ nói ra thì nói thật là vỡ òa. Lần thứ mấy rồi nhưng vẫn không cầm được nước mắt. Đấy, rất là cảm ơn và cảm ơn.
Và nói thật là đây là gia đình chúng tôi, đây là cháu thứ hai rồi. Đấy, cháu lớn là một bé gái và hiện nay là cháu đã được hơn 4 tuổi rồi, cháu bé gái. Và cũng làm IVF ngay tại bệnh viện này từ năm 2018 và 2019, tức là ngày 13 tháng 5 2019 là cháu bé gái đã ra đời và hiện nay cháu được hơn 4 tuổi rồi. Và cháu trộm mũ, tức là rất là thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát và xinh đẹp, rất là xinh đẹp. Cũng nhờ là các bác sĩ rất là mát tay ở bệnh viện Bethany Bangkok, Thái Lan. Với cái thời đại hiện nay thì do ăn uống này, do thực phẩm thì có lẽ là những cái trường hợp như con gái tôi có lẽ là cũng rất là nhiều. Thì khi mà có bạn bè hoặc là những ai tôi quen biết, khi tôi đã biết được, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người, đưa người nhà, người thân sang bệnh viện Bethany Thái Lan để làm IVF, bởi vì ở đây tôi đã có hai đứa cháu ở bên này và đã rất là thành công. Và nói chung là nghĩ mãi chẳng biết nói gì hơn cả, chỉ biết là sẽ khuyên mọi người để cho mọi người sang bên này để thăm khám ở tại bệnh viện. Tôi thấy về dịch vụ và nhân viên ở bệnh viện thì chúng tôi cảm thấy không thể chê trách vào đâu được nữa. Tôi cũng đi rất là nhiều bệnh viện rồi đấy, tôi cũng sang Singapore rồi. Đấy, nhưng mà tôi thấy rất là tốt, không thể chê ở chỗ nào cả. Rất là chuyên nghiệp, rất là tâm đắc. Đối với tôi rất là tâm đắc với bệnh viện Bethany Bangkok, Thái Lan. Hôm nay là ngày con tôi được từ ngày đặt phôi đến bây giờ là con tôi là được 20 ngày đặt phôi rồi. Và đây là kết quả tuyệt vời của con tôi. Tuyệt vời, kết quả của con gái. Và bác sĩ nói là tất cả mọi cái đều rất là tốt, rất là ok. Cho nên là tôi rất là cảm ơn bệnh viện. Leave us a comment below if you have any questions, and please hit the subscribe button to stay updated with our healthcare videos.